Anh Nguyễn Anh Tuấn đến với nghề nuôi cá trình trong một lần đi tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả của Hội Nông dân tổ chức tại các tỉnh miền Tây. Để chuẩn bị cho mô hình này, anh Tuấn học hỏi cách nuôi từ các hộ nuôi ở đây và tìm hiểu kỹ thuật nuôi qua sách báo. Sau khi tìm hiểu, nắm bắt vững chắc quy trình nuôi, anh đầu tư xây dựng 4 bể xi măng trong khu đất đồi núi quanh nhà. Mỗi bể xi măng có diện tích 13 x 32 mét. Anh thả nuôi mỗi ô, nuôi 500 con cá trình giống. Tùy theo thời tiết nữa, cũng như là mà nắng là mình cho nó ăn nhiều chút, mà mưa mà thấy nó nổi lên mặt nước á, bỏ ăn là mình bớt ăn lại. Mình là ngâm củ tỏi, mình chiều mình cho một miếng củ tỏi và mang tiêu hóa, cho nó ăn có chất tiêu hóa nặng thải, dễ thải hơn. Thì hồ nuôi là mình có mấy quầm bằng bạc nè, ra trên cách nhiệt. Cái hồ thì năm bề ngang 5, bề dài 6. Nước thì 8 tấc, từ đáy lên mặt là 8 tấc. Đầu tiên thì chúng tôi nuôi cá rô đầu vuông, có rô đầu nhím cũng như một số cá trê. Nhưng mà sau thấy là thất bại vì cái giá cả thực phẩm thì là cái vật liệu mà cho ăn thì cái lợi nhuận thì nó không có. Do vậy coi như anh Tám là người đi tiên phong, là anh đổi lại cái mô hình là chúng tôi cá trình theo cái hệ thống là hệ thống tuần hoàn. Tức là chúng tôi xây hồ nổi để mà chăn nuôi. Thì chúng ta thấy là coi như qua cái mô hình chăn nuôi như vậy thì nó bị đánh giá tới là lúc đầu thì chúng tôi là thiếu thốn về điện, vì chúng tôi ở trong vùng sâu xa nó không có điện lưới. Qua nuôi mà theo dõi nuôi thì coi như được coi như khoảng cỡ 5,5 rồi, thì nó là lên được khoảng cỡ ký 6 ký 7 trên con. Có một cái trội hơn thì có thể là lên tới 2 ký con, còn một số nhỏ hơn thì khoảng cỡ 500 con thì nó khoảng cỡ là coi như nửa ký hoặc là 6-7 lạng, 8-9 lạng tùy theo. Đó là chúng tôi đã thấy là đây là một sản xuất một mô hình mới. Địa phương Tân Phúc, vùng đồi núi, điều kiện thì rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên thì trong nông dân thì cũng hết sức là cần cù sáng tạo. Đây là cái mô hình mới của địa phương tại xã Tân Phúc. Còn không biết Hồng Tân này như nào nhưng mà riêng Tân Phúc là mới đấy. Thì đến giờ này thì cũng đã trải qua một thời gian là hơn năm. Thì về cái tôi thấy cái chăn nuôi á, con cá thì thấy gia đình rất là phấn khởi, nó không có dịch bệnh. Trong cái không dịch bệnh thì phải nói là gia đình về cái kỹ thuật tự tìm tòi học hỏi chăm cái đàn cá của mình rất là khỏe. Vừa rồi thì cũng có cái ở huyện cũng lên và cũng dắt lên để mà đánh giá, thì thấy là rất đạt. Nguồn cá giống anh đặt mua ở miền Tây. Theo anh Tuấn, cá trình có đặc tính là sống dưới tầng đáy, sau khi ăn thì ngủ. Với đặc điểm sống về đêm nên hầu như ban ngày cá không bao giờ xuất hiện. Do đặc tính này nên việc cho cá ăn vào thời điểm 5 giờ sáng và 19 giờ tối và cho ăn trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vì vậy khi xây bể nuôi cá trình, người nuôi thường phải bỏ các ống nước rộng để cá trình cư trú. Để tránh chất tạp gây ô nhiễm, anh Tuấn cho nước qua một bể lọc lắng trước khi đưa vào bể nuôi. Bể nuôi phải đảm bảo không được thiếu hoặc thừa nước, thiếu oxy. Trên bể có mái che bằng lưới để giảm bớt bức xạ ánh sáng. Cường độ ánh nắng chiếu rọi vào nhiều. Ban đêm cá trình thường ra khỏi hang đi ăn khắp bể nên có thể tranh thủ sục khí cung cấp oxy cho cá. Ngoài ra, phân thải thức ăn thừa lắng ở đáy mỗi ngày anh đều gom lại và xả ra ngoài để giữ môi trường nước trong lành. Sau mỗi lần loại bỏ tạp chất, phải cho vào bể 20% nước lắng lọc, đảm bảo độ trong của nước luôn ở mức 40%. Cứ 5 đến 7 ngày phải tiến hành thay nước bể một lần nhằm hạn chế tảo sinh sôi nảy nở, gây thiếu hụt nguồn oxy trong bể nuôi. Sau hơn một năm nuôi, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, được chăm sóc đúng mức cho ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nên đàn cá phát triển nhanh tăng trọng. Hiện tại đàn cá của anh Tuấn có trọng lượng trung bình 2kg một con. Cũng theo hộ nuôi, thời gian đầu cá được tháng tuổi thì thức ăn chính là bột công nghiệp. Sau tháng nuôi, có thể cho ăn cá tạp, tôm tép được cắt nhỏ phù hợp với trọng lượng của cá. Cá nuôi từ 7 đến 9 tháng là có thể xuất bán với trọng lượng từ 1 đến 1,5kg một con, với giá từ 400 đến 450.000 đồng một kg. Với mức giá này và nuôi với số lượng như hiện tại, trừ chi phí, anh Tuấn có thể thu về khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Thì nước mình thải ra là cũng như là thức ăn thải của cá là nó ăn không hết, là mà nuôi cá chê hộ kế bên là mình bỏ cho nó ăn luôn.
là còn nước thải của cá là mình để tưới cây xung quanh là cây mít, sầu riêng đâu mình cũng chưa biết nữa, tại vì tùy theo thời gian, mình muốn sức thì mình sức, muốn không thì không, mà cá nó phát triển rất tốt. Tuy nhiên thì cái thời gian mà xúc trùng là phải còn cỡ khoảng 6 tháng nữa thì nó mới, thì hiện nay thì ước thì bắt thử lên con cũng đã từ 1,5 kg đến 1,5 kg, mà thương lái thì cũng tới đã đặt hàng là từ 500.000 một ký. Nếu mà mình tính thử một cái bể mà 50 đã nuôi được 12 tháng thì dưới đó có 500 con. Thì ước tính thì chắc cũng cỡ khoảng 50 triệu. Thì 500 con là 500 triệu. Mỗi bình con là tính giá là 1 triệu trở lên từ ký 2 đến ký rưỡi. Thì phải nói nếu mà nó thực sự mô hình này của chị Tấm Tiền mà nó đạt hiệu quả thì có lẽ là ở địa phương đây cũng tiếp tục nhân rộng để đưa cái thu nhập kinh tế hộ gia đình nó nâng lên, nó đúng phù hợp với địa phương của mình. Hiện tại nuôi cá chình đang có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt ở các địa phương trong tỉnh. Mô hình nuôi cá chình của anh Nguyễn Anh Tuấn trên đồi cũng cho thấy giá trị cao, là địa chỉ tin cậy để nhiều nông dân ở đây tham quan học hỏi và áp dụng vào nuôi, phát triển mô hình mang lại nguồn thu nhập để ổn định đời sống.